chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là tốt lành. Sáng nay mình mới lên rẫy mọi người. Đấy, bốn con chim vẫn còn y nguyên này. Tối về mình ngủ mình nghĩ không biết là nó có tìm đường nào nó chui ra không, mà sáng ra lên là vẫn thấy còn nguyên mọi người. Rồi tạm thời cứ để nó đó trước đi, mình sẽ cho con gà ra ngoài trước. Gà bữa nay mình chưa dám thả nó mọi người, tại vì con gà trước nó bị chó nó cắn đấy. Đấy, mình bị chó nó ăn mất á, thành ra mình sợ lắm, mình chưa dám thả gà ra đó. Cái con này. Này em ơi, ai làm cái gì mái của mày mà mày làm thế ghê vậy? Ai làm gì mái của mày mà mày tấn lên vậy? Đấy, giờ hai đứa nó giờ thân nhau lắm rồi. Thân nhau như người yêu rồi mọi người. Đấy. Đấy, đấy, mình mà thả đi cái này dẫn nhau đi mất á. Thôi, để đây đi. Thả ra chó nó dí nữa mà lại tốn tiền nữa mọi người. Đấy. 200 bạc của mình đấy. Đâu dám thả ra đâu. Con trống thì mình mua rẻ hơn, con trống thì có 100.000 thôi, tại vì nó là con này nó ăn 5 cái rồi nè. Đấy, mà cái thứ 6 nó thua, cái ta bán rẻ lại cho thằng thằng em nó mua hộ mình. Còn con mái này thì không có mái, thành ra mình mua đại. Giờ hai đứa nó thương nhau lắm rồi. Đấy, đồ ăn nước uống đây. Ăn đi. Rồi, xong phần gà. Tiếp theo đến mấy con vịt này. Mấy con vịt mình bữa nay nó bẩn lắm mọi người. Mình đang là có kế hoạch mình cho nó tắm này. Ui. Từ hồi mình bắt lên đây là mình chưa tắm cho nó lần nào. Con này con đấy bẩn thỉu lắm. Đấy, mình đang là muốn tắm cho nó, tắm cho tụi nó một phát. Đấy. Bữa nay ăn hơi bị ghê. Đúng là cái bọn này, đúng là cái bọn rừng rú mọi người ạ. Đấy, nó ở rừng rú quen này. Nó ở trong cái chó này quen đấy. Giờ mình cho nó ăn rồi mình đứng nhìn nó nhét đó. Nó đâu dám ăn đâu ta. Ăn rón rén. Này, sợ sệt. Đấy, sợ. Rồi tiếp theo là đến mấy con chim trong lồng này. Chim trong lồng thì bầy chim ri thì dễ ăn rồi nha. Này mình cho uống nước rồi. Đấy, nó ăn nó quăng chuối ra đây luôn nè. Chim ri thì lúa là ăn cả ngày chưa hết nữa. Đấy, cho ăn từ từ thôi mọi người. Chắc bữa nay là nó sắp biết ăn cám rồi. Đấy, bữa nay mình có mang cho nó một miếng cạp mọi người. Mấy con ở nhà thì nó ăn rồi. Đấy, còn bằng này mang lên đây cho nó ăn dần.
Rồi thì mình cũng xin dừng video tại đây nha. Nếu như thấy video thú vị, đừng quên ấn nút đăng ký và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình nha.